hàng loạt anh chàng cao to, lực lượng đủ cả, mặc váy của chị em đi xe máy trên đường, tạo nên một hiện tượng khiến ai nấy bắt gặp đều không thể không dõi theo. Người ta gọi đùa đó là trào lưu một ngày làm công chúa. Đúng là thời thế thay đổi thì ai rồi cũng khác. Khi mà ngày nay làm vua, làm hoàng tử xưa rồi, bây giờ gu của các thanh niên hiện nay là phải làm công chúa, ăn mặc thước tha, váy trắng, váy hồng điệu đà lái xe ra đường. Không chỉ Facebook mà cả TikTok không khó để lướt thấy các công chúa đi xe máy, thể hiện sự nữ tính độc đáo khi đang tham gia giao thông. Sự ra đời của những nàng công chúa đời mới. Nhiều tin đồn cho rằng khởi nguồn từ việc chàng trai này thua kèo bạn bè mình và phải nhận hình phạt là phải ăn mặc như con gái khi ra đường. Bạn bè của anh quay lại và đăng lên mạng. Video đó bỗng viral và trở thành trào lưu. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng trào lưu này xuất phát từ việc các chàng trai tức giận khi tranh cãi với người yêu nên có khi đùa mặc cho giống chị em để tiện cãi nhau. Cứ nghĩ mình là công chúa thật. Nhiều phiên bản được ra đời từ trào lưu làm công chúa này, nhưng nguồn cơn thực sự vẫn chưa rõ từ đâu. Chỉ biết rằng nhiều anh chàng đã khiến dân mạng cười ngất vì sự hài hước của bản thân. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến phản đối, cho rằng hành động này đang bị lố và xúc phạm đến người khác. Bên cạnh đó, dân mạng còn khoe ảnh của một nàng công chúa bị công an gọi vào. Nguyên nhân qua ảnh có thể đoán là vì không đội mũ bảo hiểm. Quá dễ để tạo trào lưu ở Việt Nam. Đây là một trong những điều không khó nhận ra trên mạng xã hội Việt. Chỉ cần một câu nói, hành động bộc phát cũng rất dễ để thành xu hướng cho nhiều người làm theo. Hầu hết đều là vì mục đích giải trí, mang đến niềm vui cho mọi người. Tuy nhiên, trào lưu làm công chúa này lại khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu. Suy cho cùng, mọi thứ sẽ luôn không tránh được tranh cãi. Mỗi người một quan điểm khác nhau. Dù sao thì ai muốn làm gì cũng được, làm công chúa cũng được, làm thường dân cũng được, miễn sao chúng ta không gây ảnh hưởng gì đến xã hội và mọi người xung quanh. Đặc biệt là có làm công chúa cũng nhớ mình đang đóng giả trào lưu thôi, chứ không phải là thật để rồi lại tự tiện làm sai những cái kết như thanh niên trên kia nhé. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.